Em hôm nay về với kênh của Đức Mario thì trước mặt anh em đây là cái mẫu xe điện ba bánh Pro Classic. Anh em là xem nhiều thì cũng đã biết cái chức năng của cái xe này thì nó rất là đa dụng. Thứ nhất là ngồi được người, hai người tách biệt ở hai ghế hoặc lật được lại thành một cái thùng để chở hàng thì nó sẽ rất tiện lợi, phù hợp với những cái công việc nào mà để dành cho chúng ta đi vừa chở hàng, vừa chở người, vừa đưa đón con cháu trong buổi chiều đi học về, hoặc khi lúc con cháu đang đi học thì chúng ta có thể chở hàng đi rất là tiện. Đấy, chiếc xe này thì có kích thước rất nhỏ nhắn để chúng ta đi trong phố. Cái chiếc xe này thì hiện tại đang có một cái mức giá cũng khá dễ chịu là 24 triệu 500 bao gồm vận chuyển trên toàn quốc. Nhưng trong thời gian tháng 6 này, tháng 6 năm 2022 này thì bên công ty mình có hỗ trợ cho anh em. Đó là giảm trực tiếp vào giá là 1 triệu 500 nghìn, là chiếc xe này còn 23 triệu. Thì chúng ta hãy xem chiếc xe này có 23 triệu sẽ có những cái tính năng gì nó bí ẩn, hay là nó thật sự là có đáng để chúng ta bỏ ra 23 triệu để sở hữu một cái sản phẩm này không nhá. Thứ nhất, đi về phần đầu xe, thiết kế của xe thì cũng rất là nhìn cổ điển, classic đấy, nó gọi là Pro Classic mà. Đấy, thì ở đây thì có hai cái đèn xi nhan tích hợp hai bên và bóng đèn LED đã tích hợp bên trong và cái giỏ nhựa phía đằng trước. Đấy. Đó. Lốp trước thì sử dụng lốp 300/8, thụt là thụt bằng dầu ở phía bên trong thụt. Và về phần quanh xe này của chúng ta cũng sẽ có những cái bộ phận bảo vệ quanh phía người lái trước là khung sắt bảo vệ xung quanh. Và cái này thì là cái tấm nhựa để chắn nước khi hất lên phía trên. Đấy. Còn về phanh của chiếc xe này thì Đức thấy khá là nhiều phanh nhé. Hai cái phanh tay này, một cái phanh tay nữa này, một cái phanh chân nữa này. Tổng cộng là 4 phanh đúng không? Đấy, chiếc xe này thì anh em vừa thấy không? Đức ngồi rất thoải mái này. Đấy. Cái ghế này của chúng ta có thể thu ra thu vào được này. Đây. Khi cái chiếc xe ngon thì nó có thể thu ra thu vào cái ghế này được. Đấy, đẩy lên theo chiều cao của chúng ta. Chiếc xe này gồm một số tiến số lùi 1, 2, 3 tốc độ. Đấy. Và có mặt đồng hồ báo pin là cái chắc, gọi đèn còi xi nhan thì đều đầy đủ. Về phía khi chúng ta lật được thành thùng hàng đây thì chúng ta lại lật lại thành giờ người. Một là ví dụ mình cao ráo mình có thể bước qua được. Đấy. Còn ai mà thấp thấp thì chúng ta có thể đấy, bước xuống đóng cửa lại. Đó anh em thấy không? Thì cái động cơ của chiếc xe này sẽ sử dụng là động cơ 500W, 600W gì đấy. Và bánh đằng sau sẽ sử dụng bánh 300/8. Tất cả ba bánh đều có cái chức năng nó là lốp không xăm. Khi chúng ta đi vào đinh thì sẽ hướng đến an toàn cho chúng ta. Đó. Về phần đèn hậu đằng sau cũng rất là đẹp nhé. Thì đèn hậu đằng sau, và nhà thiết kế đã thiết kế cho chúng ta một cái cản sau nhìn như một chiếc bán tải thực thụ luôn đấy. Đấy, rất đa năng. Rồi. Thì cái vận tốc tối đa của chiếc xe này đạt đâu đó từ 25 đến 30. Còn cái quãng đường di chuyển nó tùy thuộc vào anh em mua option nào. Ví dụ option 23 triệu sẽ chạy được đâu đó tầm 65 cây là hết điện. Nhưng cái option 24 triệu, nghe thêm 1 triệu để lấy 5 bình và kích hoạt tất cả các thứ trên chiếc xe này thì nó sẽ chạy đâu đó được thêm 15 cây nữa. Đó thì anh em có thể biết được rồi đúng không? Nó chạy thêm 15 cây là thành 80 cây. Với mức giá 24 triệu cho 80 cây và 23 triệu cho cái bản chạy 65 cây. Rồi, giờ thì mọi người muốn mua chiếc xe này có thể liên hệ với Đức qua số điện thoại 038 679 1998. Thì chiếc xe này hiện tại đang có sẵn hàng màu đỏ và màu xám nhé. Giờ thì Đức cũng phải xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video lần sau của Đức Maro.